Chào mọi người, hôm nay Quốc sẽ chỉ cho các bạn cách mà để mình lựa son như thế nào. Đối với những cái shop mà mình có quá nhiều màu son, mình không biết lựa như thế nào cho đúng và như thế nào đỡ bị loạn màu. Các bạn có biết là khi mình thử nhiều quá mình sẽ bị loạn màu và cũng khó lấy nữa. Để thử màu son cho đúng chất và đúng màu, chúng ta tuyệt đối không thử trên bề mặt này và trên bề mặt bàn tay. Tại vì khu vực này sẽ có lông tay, nó sẽ làm cho cái chất son bị thay đổi. Thử duy nhất ở khu vực này là khu vực trơn, láng và sáng nhất. Nó sẽ làm cho màu son chúng ta thấy rõ ràng hơn. Bước vào cửa hàng son, việc đầu tiên là xác định tông màu nào cần mua. Ở son môi có 4 tông căn bản, đó là hồng, đỏ, cam và nude. Điển hình là tông hồng, sẽ có rất là nhiều tông hồng đi chung với nhau. Chúng ta sẽ lấy những cái tông hồng ra trước để dễ xác định màu sắc mà lựa chọn hơn. Đồng thời là tông cam cũng vậy, sẽ có rất nhiều tông cam gần tựa tựa nhau. Việc đầu tiên là xác định và lựa ra để cái việc lựa son của chúng ta sẽ dễ dàng hơn. Sẽ có đỏ cam, cam rực, cam vàng, cam đỏ. Và đặc biệt là những tông nude cũng vậy, có rất nhiều tông nude gần nhau, tương tự nhau. Vậy thì làm thế nào để tìm được tông nude ưng ý? Để việc lựa son không bị lạc, dễ lấy và dễ tìm kiếm, việc đầu tiên phải sắp xếp từng lượt son đã từng thử. Ví dụ như khi chúng ta thử xong cây này, sẽ xếp theo hàng thứ tự từ trái qua phải và luôn luôn là như vậy. Việc sắp xếp son theo thứ tự sẽ giúp chúng ta dễ phân biệt sắc độ màu và dễ lấy hơn. Sau khi ta chọn xong, việc còn lại là thích màu nào, bôi đi để làm dấu, sau đó lấy hàng thôi. Còn đối với những màu son mà đứng cách 4 ngã tư có thể nhìn thấy màu như vậy, thôi, về hành tinh của mình thôi bia. Cách này tuy đơn giản nhưng rất hữu hiệu. Chúc các bạn lựa được màu son nghĩ.